chào quý khán giả đang theo dõi Thời sự Hậu Giang. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2022, chương trình có nội dung đáng chú ý. Đối thoại với phụ nữ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục giải pháp cải thiện, tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc, cống hiến của chị em phụ nữ ngày càng tốt hơn. Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp xúc đối thoại với 400 cán bộ ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố. Nhiều ý kiến đề xuất cho thấy sự trăn trở của cán bộ đối với sự phát triển của tỉnh. Trong 100 nông dân xuất sắc Việt Nam, có nông dân Hậu Giang lớn tuổi nhất với mô hình trồng sầu riêng đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Kính thưa quý vị, thành công của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Những chiến lược phát triển của đảng được vạch ra tại hội nghị này. Sáng nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, quán triệt, phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 cho gần 400 đại biểu là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 họp bàn cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung ương coi đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Việc xây dựng và từng bước hoàn thiện quy hoạch cho từng thời kỳ phải dựa trên nguyên tắc không gian phát triển quốc gia, cần được tổ chức một cách hiệu quả, thống nhất, bảo đảm liên kết nội dung, liên dùng và khai thác lợi thế so sánh của từng vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức không gian phát triển quốc gia, các vùng lãnh thổ, các hành lang kinh tế và hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Trung ương nhất trí cao phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng, từng địa phương. Tận dụng và phát huy lợi thế của nước đi sau và đang trong thời kỳ dân số vàng, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu, thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sáng tạo, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Đặc biệt, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, chú trọng dịch vụ hóa các ngành công nghiệp, coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cao việc ban hành nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Với mục tiêu tổng quát, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Một điểm mới tại hội nghị lần này là lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo chủ trương của Bộ Chính trị tại quy định 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ và thông báo số 20/2022 về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đối với ba ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thành Phong, Quỳnh Tấn Diệt, Bùi Nhật Quang. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng xem xét tờ trình của Bộ Chính trị và quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng do có các vi phạm nghiêm trọng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức đảng tăng cường quán triệt nghị quyết, chủ trương chính sách của đảng, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa thành chính sách pháp luật, chương trình kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ quyền hạn, có giải pháp thiết thực phù hợp, khắc phục hạn chế yếu kém, nêu cao quyết tâm, đổi mới nâng cao chất lượng ban hành văn bản của đảng. Các đồng chí rất lưu ý.
đề cao trách nhiệm của tập thể cá nhân người đứng đầu, nhận thức trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên trong chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình liên quan đến tổ chức hoạt động của Đảng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân, bám sát thực tiễn, cầu thị, học hỏi, nói đi đôi với làm, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Đảng từ trung ương đến cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tinh thần tỉnh nhỏ đuôi khát vọng lớn, đưa Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Khát vọng đổi mới đang lan tỏa đến từng vùng đất và người dân Hậu Giang. Để tập hợp sức mạnh đoàn kết, vượt qua thử thách, lãnh đạo tỉnh trân trọng và ghi nhận những ý kiến mang tính xây dựng, hiến kế cho sự phát triển của Hậu Giang. Sau thành công của 7 lần tiếp xúc đối thoại trước, sáng nay, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp xúc đối thoại với 400 cán bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố. Cùng dự có các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở ngành, đơn vị trong tỉnh. Đại biểu nêu 10 ý kiến hiến kế trực tiếp về công tác cán bộ, chuyển đổi số và những khó khăn giải đáp thực hiện nghị quyết số 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đại biểu đề nghị Trung ương, tỉnh cần có chính sách sửa chữa nhà ở cho gia đình có công với cách mạng, vì hiện nay phần lớn nhà ở được xây trước năm 2019 đã xuống cấp. Cái tới đây thì chúng tôi cũng sẽ có cái giao cho Sở Lao động Thương binh cùng với coi như là Sở Xây dựng, trước hết là mình nắm lại toàn bộ cái hộ gia đình chính sách mà có cái tình trạng nhà mà xuống cấp nghiêm trọng, để chúng ta có phương án. Một là chúng ta tiếp tục kiến nghị với Trung ương để coi như là ban hành một cái quyết định mới như cái quyết định 52 trước đây sửa chữa nhà. Hai là chúng ta sẽ sử dụng bằng cái nguồn an sinh xã hội từ cái nguồn vận động của các cấp, từ tỉnh, huyện dời tới xã, chúng ta vận động để chúng ta tạo cái điều kiện cái cải thiện cái nhà ở cho hộ gia đình chính sách. Tỉnh đã trình hội đồng dân coi như cao hơn cái mức quy định của nghị định 34 rồi. Các đồng chí đề nghị chủ trương này á thì chúng tôi cũng ghi nhận vấn đề này để chúng tôi có cái nghiên cứu lại. Ý kiến cho rằng chi bộ ấp khu vực không còn nguồn đội ngũ kế thừa phát triển đảng, nhưng theo nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm từ 3-4% trên tổng số đảng viên là cao. Đề xuất kết nạp đảng viên từ 1-3% đảng viên là phù hợp và cần quan tâm chất lượng đảng viên, tránh chạy theo số lượng, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đại biểu đề xuất tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã, vì hiện nay đội ngũ này đảm nhận nhiều công việc nhưng thu nhập không đảm bảo cuộc sống, dẫn đến cán bộ nghỉ việc nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng tỉnh rà soát đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng các đô thị, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, ngầm quá hệ thống cấp điện, đảm bảo nhu cầu phát triển du lịch, ưu tiên tập trung cho quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị, đầu tư công trình trọng điểm, dự án hạ tầng chiến lược và các dịch vụ thiết yếu, kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển đô thị để thực hiện nghị quyết số 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt kết quả. Đại biểu đề nghị tỉnh cần có cơ chế thu hút giữ chân nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ lao động trẻ có tay nghề cao. Công nhân, nông dân và cái lao động trẻ thì những cái lực lượng này thì hiện nay cũng đã không còn ở địa phương nhiều mà phải đi thành phố, đi Bình Dương để làm việc. Rất tiếc là trong này cũng có những cái lực lượng mà có cái tay nghề rất chuyên nghiệp, cũng như là lao động rất là trẻ nhưng mà cũng đã đi rồi. Vì vậy mà để thực hiện 4 trụ cột này thành công thì cũng rất cần cái lực lượng này. Do vậy thì tỉnh ta hiện nay có cái cơ chế chính sách gì để mà thu hút lại cái lực lượng lao động này quay trở về địa phương? Cái đề án về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thì đã có rồi, đã ban hành rồi,
Hội đồng dân tỉnh cũng đã thông qua rồi. Tuy nhiên bây giờ về cái việc kế hoạch tổ chức thực hiện để hỗ trợ cho cái lao động như thế nào thì chúng tôi cũng đang triển khai thực hiện là xây dựng cái kế hoạch cụ thể này. Cũng báo cáo đồng chí là trên cái tinh thần các đồng chí ý kiến kiến nghị này thì tới đây chúng tôi cũng sẽ có cái xem xét đề xuất để cơ quan thẩm quyền có cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Bí thư tỉnh ủy cho rằng hơn 200 ý kiến qua phiếu và trực tiếp tại hội nghị có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn và chất lượng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trăn trở vì sự phát triển của Hậu Giang. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, sở ban ngành căn cứ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hướng dẫn tháo gỡ trên nguyên tắc vướng ở cấp nào thì trách nhiệm tháo gỡ ở cấp đấy. Và với một tinh thần chung là tháo gỡ vận dụng tối đa, nhất là các chính sách về tiền lương, phụ cấp, thu nhập, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công, trong phạm vi cơ chế, chính sách. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tuyên truyền triển khai thực hiện tốt những định hướng nghị quyết đã đề ra, xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới, kịp thời khắc phục khó khăn, thách thức, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có ý chí, khát vọng vươn lên vì sự phát triển của tỉnh và của từng đơn vị. Kính thưa quý vị, trong mọi giai đoạn phát triển, vai trò, sự đóng góp của nữ giới là rất lớn. Phát biểu tại hội nghị đối thoại giới phụ nữ về chủ đề thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn chúng ta cần nhìn lại những việc đã làm được, chưa làm được để tiếp tục có các giải pháp nhằm cải thiện, tạo động lực, truyền cảm hứng làm việc cống hiến của chị em phụ nữ ngày càng tốt hơn. Hội nghị tổ chức trực tiếp và trực tuyến trên cả nước với hơn 5.300 đại biểu, đại diện cán bộ, hội viên phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Điểm cầu tỉnh Hậu Giang dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu tập trung đối thoại 3 chủ đề: phụ nữ giới phát triển kinh tế, phụ nữ và các vấn đề an sinh xã hội, bình đẳng giới, phụ nữ và thế hệ tương lai. Tại hội nghị, đại biểu Tuyết Thương ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nêu ý kiến. Hiện nay, trẻ em theo mẹ di cư từ nước ngoài trở về thường gặp khó khăn về pháp lý và các vấn đề an sinh xã hội. Đại biểu mong muốn có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để chị em dễ dàng tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, vươn lên trong cuộc sống. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp hướng dẫn các tỉnh phân loại các trường hợp cụ thể vì mỗi trường hợp có hoàn cảnh khác nhau. Thường xuyên phổ biến tuyên truyền đối với phụ nữ di cư trở về sử dụng giấy tờ tùy thân chính thức được cấp hợp pháp đến cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết các trường hợp này trên cơ sở bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật, đồng thời khẩn trương xử lý các khoảng trống pháp lý, các khó khăn vướng mắc trên cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn. Trong thực tế, các quy định không bao giờ phủ kín được hết các góc cạnh của cuộc sống. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài toán thực tiễn mà các địa phương, các cấp, các ngành phải chú ý để các cháu phải được đi học, được khám bệnh, được bình đẳng, được mưu cầu hạnh phúc như các cháu khác. Các đại biểu ở nhiều tỉnh thành phố đều câu hỏi về công tác đào tạo nghề cho lao động nữ ở nông thôn, chính sách hỗ trợ phụ nữ trong việc tiếp cận các nguồn lực như công nghệ, vốn, chế độ thai sản cho phụ nữ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành tổ chức rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải quyết những khó khăn liên quan đến các kiến nghị của các đại biểu để phụ nữ phát triển mọi mặt, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho phụ nữ, nghiên cứu xây dựng chính sách để đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tại hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi người phụ nữ Việt Nam là một bông hoa đẹp lan tỏa tình yêu thương, nhân ái, sự ấm áp và khát vọng cống hiến trong gia đình và xã hội. Trong đó, hình ảnh người mẹ có lẽ là biểu tượng cao đẹp nhất của phụ nữ Việt Nam, là người nuôi dưỡng, dẫn dắt cảm xúc, hành động và là tượng đài của mỗi chúng ta.
đó là biểu tượng của đức hy sinh, sự hiền hậu, đảm đang. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vị trí công việc gì, phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thời gian qua, phụ nữ Việt Nam không ngừng học tập, lao động, khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển của đất nước. Minh chứng là ở nhiệm kỳ này, có hơn 30% đại biểu Quốc hội khóa 15 là nữ, 50% bộ, cơ quan ngang bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt, gần 30% doanh nghiệp do nữ làm chủ. Tại Hậu Giang, tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này là 20%, đứng thứ hai trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cao hơn mức trung bình của cả nước. Nhiều chị được tín nhiệm bầu, bổ nhiệm vào các vị trí quản lý, lãnh đạo chủ chốt của đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và cơ quan dân cử. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp tăng vượt bậc so với nhiệm kỳ trước. Trong phong trào thi đua sản xuất, hiện có hơn 50% phụ nữ trực tiếp tham gia các chuỗi sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng, giá trị cao. Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp ngày càng tăng, chiếm gần 10% tổng số doanh nghiệp hiện có. Trong hơn 2 năm chống dịch, phụ nữ có nhiều vất vả, hy sinh, lo toan, nhọc nhằn. Vừa gánh vác vai trò trong gia đình, vừa là thành viên của xã hội, đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ kết quả chung của đất nước. Mỗi phụ nữ là hạt nhân thực hiện an sinh xã hội từ sự lan tỏa lòng tốt, yêu thương, giúp đỡ những người cơ nhỡ, tạo công ăn, việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai để lại nhiều ấn tượng trong lòng người. Nhờ chương trình này, nhiều trẻ em được nuôi dưỡng, hỗ trợ, xoa dịu mất mát của các cháu. Hành động của người phụ nữ mang lại sự ấm áp cho nhiều người. Xã hội còn nhiều việc phải làm để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, để phụ nữ có cơ hội, điều kiện đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 1930, ngày 20 tháng 10 năm 2022 và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình tọa đàm nghệ thuật Phụ nữ Hậu Giang tự tin và khát vọng. Đây là nơi chị em cùng truyền cảm hứng khởi nghiệp, tôn vinh những tấm gương phụ nữ bình dị mà cao quý. Chương trình được trực tiếp trên tất cả các hạ tầng phát sóng của HCTV. Mời quý vị chú ý đón xem để thêm tự hào về hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Dân vận khéo, việc gì cũng xong. Nhiều cán bộ cơ sở tâm huyết với nhiều cách làm hay, đúng ý, đẹp lòng dân. Trong 100 nông dân xuất sắc Việt Nam, có nông dân Hậu Giang lớn tuổi nhất với mô hình trồng sầu riêng đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Sáng nay, tại trường chính trị tỉnh, khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính. Tham gia thi có 113 thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong hôm nay và ngày mai với 3 môn trắc nghiệm, tin học, ngoại ngữ, môn kiến thức chung và một môn thi viết kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Điều kiện để được xét là qua 2 vòng thi, thí sinh phải đạt từ 50 điểm trở lên. Tùy chỉ tiêu của từng cơ quan đơn vị, chọn thí sinh có điểm từ cao xuống thấp để tiến hành nâng ngạch thăng hạng chuyên viên chính theo đúng quy định. Thưa quý khán giả, trước bối cảnh bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao ở các tỉnh phía Nam, từ ngày 11 tháng 10, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh do virus Zika và bệnh tay chân miệng đợt 2 năm nay. Ý thức người dân nâng lên nhờ sự tuyên truyền đi vào chiều sâu của cán bộ cơ sở, ghi nhận của phóng viên Đài. Hơn nửa tháng nay, dù không phải cao điểm tuyên truyền sốt xuất huyết, nhưng các cán bộ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp dẫn đến nhà dân hướng dẫn vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng, phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Đến nay có hơn 3.000 hộ dân thực hiện tuyên truyền.
Nhờ sự chủ động này, hơn 2 tuần nay, xã không ghi nhận ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết mới. Nói chung đợt này thì ý thức của nhân dân được nâng lên một tầm nào đó. Về công tác chống dịch, hộ gia đình thường xuyên diệt lăng quăng. Những gáo dừa quanh nhà được bà Đoàn Thị Mỹ Dung ở khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh phơi khô. Đây là một trong những cách ngăn muỗi sinh sôi. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận số ca bệnh tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Sốt xuất huyết tăng 115 ca, tay chân miệng 76 ca. Vì thế, chính quyền địa phương và cán bộ y tế tăng cường tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết như diệt lăng quăng, phòng bụi đốt, phát quang bụi trầm. Với mục tiêu 100% hộ gia đình trên địa bàn nắm rõ cách phòng chống bệnh. Lưu kiệu thì mình phải rửa sạch sẽ, lấy nắp đậy lại. Đó. Như lấy bọc cao su đồ mình đậy lại, đó, lặn cho lăng quăng đồ đựng vô. Thì mình cũng học hỏi thêm, mỗi mốt mình làm gì. Trung tâm y tế thành phố cũng là đi kiểm tra hết tất cả là các phường xã. Thì nói chung là cũng là còn một số hộ là vật dụng là chứa nước, còn có lăng quăng. Thì qua đó thì cũng đã tuyên truyền, vận động bà con là cố gắng là thực hiện tốt về cái vấn đề là vệ sinh môi trường. Đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 740 ca bệnh sốt xuất huyết, gấp 15 lần, và bệnh tay chân miệng là 530 ca, gấp 1,7 so với cùng kỳ năm ngoái. Chiến dịch lần này diễn ra trong 3 ngày, quy động 100% cơ quan đoàn thể thực hiện vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng. Tại các xã phường thị trấn tăng cường thành lập nhiều tổ tuyên truyền, vận động tận nhà dân, qua đó nâng cao nhận thức về lợi ích của công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Kính thưa quý khán giả, tối qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh 100 nông dân xuất sắc trên cả nước được vinh danh thay vì 63 người như mọi năm. Hậu Giang có hai nông dân được tôn vinh là ông Võ Văn Em với mô hình trồng sầu riêng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn và ông Lê Văn Sáu với mô hình trồng sầu riêng. Ông cũng là nông dân lớn tuổi nhất, cả hai nông dân này đều ở huyện Phụng Hiệp. Trong 100 người vinh danh lần này, ông Lê Văn Sáu, 78 tuổi, là người lớn tuổi nhất. Người nhỏ tuổi nhất là anh Nguyễn Ngọc Ánh, 31 tuổi, ở Phú Thọ, với mô hình chế biến lâm sản, sản xuất đũa tre xuất khẩu. Người có doanh thu cao nhất là anh Trần Văn Thắng, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, khi thu 65 tỷ đồng từ mô hình chăn nuôi bò, lợi nhuận 3 tỷ 600 triệu đồng. Có 30 nông dân thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, 30 người trong lĩnh vực thúc đẩy liên kết, phát triển hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, 40 nông dân trong lĩnh vực phát minh sáng kiến, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Đây là những tấm gương năng động, sáng tạo, đại diện tiêu biểu cho 3 triệu 600 ngàn nông dân giỏi từ mọi miền Tổ quốc. Trong 10 năm qua, chương trình Nông dân Việt Nam xuất sắc vinh danh gần 700 người. Trong số này, có những nông dân được vinh danh 2 lần. Đây là một sự kiện rất quý nghĩa nhằm tôn vinh động viên tấm gương. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng vai trò của nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Người đã nói, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Ngày nay, lời dạy của người vẫn còn nguyên giá trị và đang được nông dân hiện thực ngày càng tốt hơn trên khắp các vùng nông thôn. Điều đáng ghi nhận là trong số 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay, có rất nhiều nông dân trẻ tìm con đường khởi nghiệp với nông nghiệp và thành công nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nông dân dễ dàng tiếp cận hình thức mua bán nông sản trên sàn thương mại điện tử, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị cho nông sản, ghi nhận tại huyện Phụng Hiệp. Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ, anh Trở tham gia vào hợp tác xã mảng cầu sim Quà Mỹ. Với kiến thức học tập tại trường, anh giúp hợp tác xã thiết kế trang web giới thiệu sản phẩm, tạo phần mềm Excel dùng để quản lý mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tới đây, khi trái mãng cầu được công nhận đạt chuẩn Global Gap, thì hợp tác xã đưa sản phẩm mãng cầu lên sàn giao dịch điện tử. Cụ thể là hợp tác xã sẽ đi sản phẩm trà là ba loại, trà sợi và trà túi lọc, trà hòa tan. Xác định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất, nên ông Lê Văn Sáu đầu tư hệ thống tưới phun sương, sử dụng phân hữu cơ chăm sóc cho 5,5 hectare vườn sầu riêng và thuê mướn máy bay phun thuốc cho 1.000 gốc sầu riêng. Với cách làm này, mỗi năm giúp cho ông tiết giảm hơn 100 triệu đồng chi phí sản xuất, năng suất sầu riêng cũng tăng đáng kể, vụ vừa rồi đạt gần 100 tấn.
trừ hết chi phí, lợi nhuận gần 5 tỷ đồng. Chú đi xuyên ngang, chú thấy chiếc máy bay đó là xịt lúa, chú mới đứng chú coi. Thì như vậy là cái con gầy ở dưới lúa thì nó cũng có nằm sát ốc rồi. Mà máy bay nó bay ở trên thì nó liệt là con bầy nó, con gầy nó phải bay ra. Nó bay ra thì cái lượng thuốc ở trên nó chụp xuống. Thì chú nghiên cứu vậy là chú kêu ông chủ máy bay qua xịt cho chú thử mẫu. Xịt rồi là chú ra chú coi là con gầy té liền. Thì từ ngay chỗ đó chú nói như vậy là chú xịt máy bay là một cái là cái hạn chế cái chi phí. Chi thứ hai nữa là cái hạn chế cái công lao động của mình. Tới nay, huyện Phụng Hiệp phát triển hơn 1.000 mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập kinh tế cao từ 100 triệu tới gần 5 tỷ đồng. Trong đó hơn 100 mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và LoboGAP. Thưa quý khán giả, công tác dân vận trong tỉnh thời gian qua luôn được đổi mới, tạo thành nền nếp từ suy nghĩ đến hành động trong toàn đảng bộ và nhân dân. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2022, phóng viên Đài có cuộc phỏng vấn ông Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền, vận động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, xin ông cho biết, năm nay với mục tiêu đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác dân vận và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thì như vậy, việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện những cái công trình phần việc ra sao ạ? Trong năm 2022 đó thì các ngành các cấp đã đăng ký xây dựng là 819 cái mô hình điển hình dân vận khéo, tập trung vào những vấn đề khó, những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, rồi xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu là chúng ta có cái mô hình là hai đẹp, bốn có, bốn không ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Rồi mô hình là ngày thứ sáu nghe dân nói ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành. Rồi mô hình tái chế chất thải nhựa của đoàn thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thông qua cái phong trào thi đua dân vận khéo đó thì là chúng ta đã nâng lên cái đời sống vật chất rồi tinh thần cho nhân dân, rồi đã khơi dậy cái nội lực trong nhân dân, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và góp phần thực hiện tốt các cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội là xây dựng nông thôn mới rồi đô thị văn minh. Nó đã góp phần là thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ở đơn vị, và đồng thời nó cũng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa ông, với những thành quả đã đạt được thì trong thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ có những cái nhiệm vụ hay là giải pháp như thế nào để thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu đề ra trong thời gian tới ạ? Ngành dân vận cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội là tiếp tục thực hiện cái công tác tham mưu cho tỉnh ủy trong cái việc mà chỉ đạo nâng cao cái chất lượng, cái hiệu quả công tác dân vận của cả cái hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là cái công tác dân vận chính quyền cũng như là cái việc mà thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở. Cái thứ hai đó thì đổi mới phương pháp, phương thức hoạt động công tác dân vận Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Chúng ta thực hiện cái phương châm là hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Bám vô cái phương châm này mà chúng ta tổ chức các cái hoạt động, các cái phong trào thi đua cho sôi nổi. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là chúng ta tăng cường gặp gỡ, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền theo cái hướng là hiệu quả, thực chất, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực hiện là chính sách tại địa phương. Cái thứ tư nữa thì chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái thực hiện cái phong trào dân vận khéo, thi đua dân vận khéo để mà tham gia phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Một cán bộ ở cơ sở trong phóng sự mà phóng viên đài ghi nhận sau đây luôn tâm niệm, bản thân phải là người tiên phong, gương mẫu, hành động đúng ý, đẹp lòng dân. Từ khi thành lập câu lạc bộ của những người thiện nguyện làm công tác nhân đạo, hàng tháng ông Lê Giang Khải và thành viên nhóm đều đi trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 6 xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ. 3 năm nay, hoạt động này diễn ra đều đặn, giúp nhiều người có thêm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm dùng trong gia đình. Đầu năm tới nay, có hơn 300 phần quà được trao đi. Với sự tín nhiệm của địa phương và người dân trong ấp, ông Tư Khải kêu gọi vận động được hơn 30 người cùng tham gia, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung hồi đó thì mình chưa có làm gì mà thấy chặt hết, ví dụ mình vận động được gì mà làm gì xong mình báo cáo. Rõ ràng là tôi vận động được bao nhiêu rồi tôi sơ sức bao nhiêu, làm gì cho ai thì mình ghi rất rõ ràng, thì cụ thể nó đâu có gì đâu mà. Tuổi ngoài 60, ông Tư Khải từng là giáo viên tiểu học, cộng tác viên văn hóa thông tin và trưởng công an ấp, nay là bí thư chi bộ ấp 6 xã Long Trị A. Trong vai trò nào, ông cũng nỗ lực hoàn thành tốt. Khi tổ chức sinh hoạt cho đảng viên, ông có cách tiếp xúc hướng dẫn gần gũi, giải quyết công việc mềm mỏng, đúng ý, đẹp lòng, được nhiều người kính mến. Mặc dù chú Tư Khải là tuổi nó lớn, cũng trên 60, nhưng mà cái tinh thần của chú là rất là thoải mái, rất là nhiệt tình. Để làm sao thì nói chung là đảng quỹ và anh em chi bộ là rất là tin tưởng chú. Mà kể cả ban dẫn cũng xuống đây cũng rất là tin tưởng, mà bàn bạc công việc rồi chú làm tương đối là tốt. Ấp có hoạt động xây dựng nông thôn mới, ông Khải đều tích cực vận động người dân tham gia. Mô hình sáng từ ngõ, đẹp từ nhà, với đường qua 2 cây rưỡi số và 45 bóng đèn thắp sáng, có hơn 75% người dân ấp hưởng ứng, là minh chứng cho sự đồng lòng của nhân dân với chính quyền địa phương. Đúng ra thì đây cũng như là gia đình không à. Đó, thì địa phương cũng tình nghĩa như thế, thì cũng phân tích, giải thích, động viên. Mình nghe cũng được. Cho nên mình ủng hộ địa phương cũng như là làm cho đẹp. Sau một ngày làm việc, ông Tư Khải trở về gia đình, san sẻ việc nhà cùng vợ. Bốn người con làm ăn xa, hai ông bà sống yêu thương, nương tựa nhau từ việc nhỏ đến việc lớn. Công việc xóm ấp hoàn thành tốt, gia đình cũng phải yên bề. Theo ông, muốn người dân lắng nghe, hiểu, làm theo, bản thân người làm dân vận phải gương mẫu, đi đầu. Ông Tư Khải tâm niệm khi còn sức khỏe sẽ tiếp tục phấn đấu, đồng hành xóm làng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý khán giả, sáng nay tại công viên Xà No, thành phố Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh phối hợp với câu lạc bộ Caravan Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trường học lần thứ 11, thu hút trên 3.000 phụ huynh học sinh. Trẻ em với mục tiêu tính mạng con. Chương trình nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bằng những hành động cụ thể nhất để phòng tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Thông qua tái hiện những tình huống vi phạm thường xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên bằng các trò chơi, đại diện đội cảnh sát và ban an toàn giao thông phân tích cho các em hiểu hơn về những lỗi sai và hình thức chế tài khi vi phạm. Và sau những cái tình huống đó, những cái trò chơi đó thì em cũng rút ra được rất là nhiều bài học. Chúng ta khi mà tham gia giao thông thì chúng ta phải là đảm bảo luật an toàn giao thông và phải tuân thủ luật an toàn giao thông một cách tốt nhất để đảm bảo cho tính mạng của chúng ta. Gần 20 ngày phát động cuộc thi học sinh với an toàn giao thông thành phố Vị Thanh thu hút hơn 3.700 bài dự thi với hình thức tự luận và trắc nghiệm của các em học sinh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh trao các giải thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Thì qua những cái bài thi và những bài viết của các em cũng đã thấy được là các em đã có những ý thức rất là tốt trong an toàn giao thông, và địa bàn thành phố Vị Thanh chắc chắn trong thời gian sắp tới thì sẽ đạt được cái kết quả an toàn giao thông tốt hơn. Dịp này, câu lạc bộ Caravan Doanh nhân trao tặng 50 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 100 phần quà, 3.000 đóng bảo hiểm cho các em và phụ huynh học sinh, tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Sáng nay, tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông hợp mặt tri ân hơn 300 nông dân tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ.
Buổi họp mặt tạo sân chơi giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình canh tác. Tại sự kiện, công ty chi trả các quyền lợi của nông dân thông qua việc tích điểm mã QR in trên sản phẩm. Với các chương trình khuyến mãi như tích điểm liền tay nhận ngay vé du lịch với điểm đến là Campuchia và Thái Lan, quét liền tay nhận ngay tiền thưởng và chương trình quét thả ga nhận quà Tết bao la. Niên vụ đông xuân 2022-2023, công ty dành khoảng 20 tỷ đồng cho các hoạt động quảng bá, tri ân nông dân, với điểm nổi bật là 3 chương trình lớn với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Trước đó, công ty trao thưởng chương trình tích điểm vàng trúng xe sang với giải đặc biệt là chiếc xe máy cho nông dân ở thành phố Cần Thơ. Được biết, chuỗi sự kiện Phú Nông kết nối được công ty tổ chức trên quy mô toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng số nông dân tham gia dự kiến trên 5.000 nông dân và kéo dài đến hết tháng 10 năm nay. Nội dung vừa rồi khép lại chương trình thời sự Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.